Em thấy đó, nhà nó có mấy mua này. Đang dành karaoke thấy không? Đấy, đàn này, đấy, laptop này, này. Mình ở nhà thôi đó. Cái nhà lớn lắm, nó mua tiếng đặt cái nhà hồi đó là gần 500 ngàn, bây giờ em có 230 thôi. Đó, có sân này không? Có lầu nữa. Đó. Nó mua nó thay hết á. Bây giờ nhà này nhà mới, nó sơn lại, anh nó sơn trần lại nha. Nó đi ra lại hết. Đó, tủ lạnh mua mới luôn, cái gì mới hết đó, nó mua lại hết cái thảm theo đó này, thấy không đẹp không? Thảm mới tinh luôn đó, đó đang là sơn lại đi ra lại đó, cái con gái anh đó. Thế nó vẽ lại theo đó là cái tường khác này đó, thấy không? Rồi nó cho em cái phòng đó, mọi thứ đều mới hết, tinh hết. Nó cho cái phòng đây, ok, phòng anh này, nó cho anh mới dọn vô thôi. Thì cũng có tivi, cho cái tivi luôn đó, đó tivi đầu anh nè, nó cũng dàn máy ở đây. Cái vali chở qua này, cái thời gian nữa, nó thấy xe đậu ngoài không đấy, thấy chưa, cái xe của nó này, xe của nó Toyota Sienna năm 2010 đó. Thấy không, ở cái khu này yên tĩnh lắm, không ai, rất là quay ở. Đó, xe đậu ngoài đường này của anh đó, thấy không? Ở trên lầu nữa, cho em thấy. Để cho em thấy này, là đồ của anh này. Đấy. Quần áo anh đeo ở đây. Đó, của anh đó. Trên này gara. Thấy không? Thấy chưa? Cho em thấy. Đời đó. Mà nó rất là chuyện chơi đó, cuối tuần họ cho 400 bạc nó đi chơi, ok, đi nhảy đầm này kia chứ không phải ở nhà mua sống mấy đổi đó. Em cho em thấy đó, này phát đây là phòng của bạn, phòng tính nữa phải cho con gái này nó chơi này đó. Và nó thấy không? Còn đây phòng đứa gái con trai chưa, mỗi phòng có tivi riêng đó. Phòng tắm, ok, phòng tắm. Đây, phòng tụi nó đây cũng mới ăn vô và chưa ở nữa. Đây là đây cái tắm master bedroom này, đó, đó chưa? Nó đứng trên lầu nhìn xuống đường này, thấy không? Rất là quiet, khu này rất là khá là không có xe hơi vô nữa. Đây là phòng của cháu ngoại đây. Anh Sơn đó, thấy chưa? Đẹp không? Mà chưa ở gì hết á. Nhìn xuống. Ok.